Vâng, Dũng Alo xin kính chào toàn thể các bác nhá. Vâng, hôm nay bên em về được gần 200 bộ mic Beyer vỉ tím đời cao các bác nhá. Đây các bác, mặt đây là mặt phay mặt nhôm màu trắng, cái này là các vết bẩn thôi. Đấy, hàng bãi các vết bẩn. Bên em vừa về vừa bóc ra chưa vệ sinh các bác nhá. Vệ sinh xong là sẽ sạch, sẽ sáng bóng ngay. Đây một loại nữa là mặt của màu đen các bác nhá. Đấy, mặt phay nhôm màu đen. À, bên này một loại nữa là một loại mặt nhựa màu trắng các bác nhé. Đấy, nhựa màu trắng đều là Beyer vỉ tím cả. Đây Beyer BS7589. Đây các bác nhé. Đấy, ba ruột bộ ruột này thì cũng đều giống nhau cả thôi, đều là của Beyer các bác nhé. Đấy, đây mặt màu trắng này thì là hộp 4 hộp sóng các bác nhá. Đấy, sóng rất là khỏe. Xa. Đây là mặt màu đen bác nhá. Đấy, mặt màu đen thì 2 hộp sóng. Đây là con mặt của chiếc mặt là nhựa màu trắng các bác nhá. Thì các bác, hàng Beyer thì các bác biết rồi. Đấy, với những mic Beyer mới đời mới bây giờ thì cũng phải tầm 5-7 triệu một bộ mic. Đây bên em bán 2,4 triệu các bác nhá, 2,4 triệu đồng giá. Ba phiên bản mặt này đồng giá 2,4 triệu bao ship. Đấy, đủ chống lăn 6 ly. Đấy, áp tơ còn đầy đủ các bác nhá. Đấy, đây. Và tay là tay da cá các bác nhá. Đấy, lẫy đẹp, đủ lẫy đẹp các bác nhá. Đấy, các xem tay da cá cực kỳ đẹp và sang trọng luôn các bác nhá. Đấy. Đấy, bộ tay này đẹp gần như mới luôn các bác. Đấy, tiếng khá là dày. Đấy, bắt ra mic rất là nhạy các bác nhá. Đây, đây và tay da cá cực kỳ đẹp và sang trọng. Đấy, chống lăn này các bác lấy cái loại nào thì lấy. Đấy, toàn bộ là ba cái mặt, là phiên bản ba cái mặt của đầu thu này đều dùng là chung loại tay mic da cá các bác nhá. Đây, bên em nay về được gần 200 bộ các bác nhá, gần 200 bộ, giá cực kỳ êm luôn các bác nhá. Đấy, thị trường bán những dòng này toàn 2,6 triệu 2,7 triệu một bộ, bên em bán 2,4 triệu bao ship các bác nhá. 2,4 triệu bao ship, đầy đủ phụ kiện cho các bác. Về các bác chỉ việc dùng thôi. Hàng rất là đẹp các bác. Vâng, nếu bác thợ nào có lấy số lượng ấy, thì bên em sẽ để giá êm hơn một chút cho các bác nhá. Vâng, mà các bác nếu có nhu cầu thì xin vui lòng gọi cho em. Đây, số điện thoại em đây. Vâng, và video em xin phép tạm dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.